Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Vâng, thưa các bạn, hôm nay trong sáng ngày 28 tháng 6, hãy cùng với Thái Ninh đến với lại những hình ảnh thú vị về buổi tập phục hồi của các cầu thủ Viettel. Đây những cầu thủ đã đá chính trong trận đấu mà đội bóng này giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Proben Ground của Campuchia. Và sau đây sẽ là những ảnh thú vị mà phóng viên gửi tới các bạn. Trong sáng nay thì cao thủ Viettel chia thành hai nhóm. Nhóm cao thủ đá chính và thi đấu ở trận đấu tối qua sẽ tập phục hồi tại khách sạn, trong khi nhóm còn lại thì tập tại sân Phú Thọ lúc 10 giờ sáng. Anh mới vào ấy. Đây là hình ảnh cao thủ đang tập gym trong phòng gym ở khách sạn Park Row, gọi là tập phục hồi. Tuy nhiên thì cao thủ có thể thoải mái lựa chọn cho mình hình thức tập luyện cũng như giờ giấc. Lúc này thì các bạn thấy là mới chỉ có 3 cái tên xuất hiện trong video là Danh Trung, Giovane và Duy Thường, người ghi bàn thắng rất đẹp trong trận đấu tối qua. Các cầu thủ còn lại đang xuống dân. Buổi tập thì vẫn có sự giám sát của các trợ lý và huấn luyện viên thể lực. Lúc này tại bảng Y thì Viettel đang cũng có được 6 điểm như câu lạc bộ Hougang United của Singapore. Với việc xếp trên đối thủ do nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bàn thua, cho nên ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng chỉ cần một kết quả hòa thì đội bóng quân đội sẽ chính thức giành vé đi tiếp tại AFC Cup 2022. Lúc này bên ngoài thì một số cầu thủ khác cũng đang khởi động. Bạn có thể dễ dàng nhận ra có Hoàng Đức, Hoàng Thế Tài hay Cái Quê. Và đây là bộ đôi rất tinh nghịch của Viettel, Đức Chiến và Thanh Bình. Đi cạnh là Nhâm Mạnh Dũng. Cả ba đều đang là những cầu thủ trẻ và hứa hẹn sẽ là những trụ cột trong tương lai của Viettel. Hoàng Đức trong lúc chờ vào phòng tập gym thì đang tranh thủ mượn quả bóng chuyền. Đây gọi là một kiểu như là thư giãn đấy các bạn ạ. Một pha xoay bóng khá điệu nghệ của tiền vệ sinh năm 1998. Nói vui làm chút thì tôi xin phép được gọi là Hoàng Đức đang làm xiếc với quả bóng chuyền này. Trong khi ở một góc khác thì Thanh Bình đang khá là trầm ngâm. Sau trận đấu hôm qua thì mình có để ý là Thanh Bình đã gặp một chút vấn đề ở cổ chân và cầu thủ này có phần khá là đau đớn khi rời sân. Tuy nhiên thì theo như thông tin mới nhận được thì vấn đề của Thanh Bình gặp phải không quá nghiêm trọng. Cầu thủ này chỉ cần 1-2 buổi nghỉ phục hồi là có thể trở lại được ở trận đấu cuối cùng của Viettel tại AFC Cup 2022. Đây là những hình ảnh rất vui nhộn dưới bể bơi của Duy Thường và Đức Chiến, hai cầu thủ đang có những bài chơi bóng chuyền dưới nước. Đức Chiến luôn được biết tới là một cầu thủ rất là vui vẻ và rất là tinh nghịch. Cầu thủ này đang gọi là đang rủ đồng đội của mình là Duy Thường chơi bóng chuyền dưới nước. Tuy nhiên là vì chưa làm quen được kỹ thuật của bộ môn này cho nên là Đức Chiến đôi khi cũng gây ra khá nhiều cái gọi là những cái sự cố hài hước cho các đồng đội. Bóng chuyền của các cầu thủ Viettel này thêm phần vui vẻ hơn khi có sự xuất hiện của Giovane. Lên
Trong khi đó lúc này Nhâm Mạnh Dũng cũng đã xong phần tập gym của mình. Tuy nhiên thì cầu thủ này sẽ không xuống bể bơi của các đồng đội. Mạnh Dũng và Hoàng Đức cũng đã di chuyển nhanh chóng lên phòng để nghỉ ngơi trước bữa ăn trưa. Trong khi đó các cầu thủ còn lại dưới bể bơi vẫn đang chơi bóng rất là vui vẻ. Cũng thông qua hình ảnh này mà chúng ta cũng thấy được body săn chắc của các cầu thủ Viettel, từ Gio Văn Nê, Trương Văn Thiết, Bùi Duy Thường hay là Đức Chiến, tất cả đều sở hữu cho mình những body mà các chị em rất là mê. Thanh Bình và Quảng Thế Tài cũng đã kết thúc phần tập gym của mình và di chuyển nhanh chóng lên phòng khách sạn. Không, bây giờ quay kiểu gì chưa có. Vào ngày mai ngày 29 tháng 6 thì câu lạc bộ Viettel toàn bộ cao thủ sẽ có buổi tập cuối cùng trước trận đấu quyết định tại bảng Y AFC Cup 2022. Buổi tập của đội bóng sẽ diễn ra trên sân vận động Phú Thọ, và hy vọng với tinh thần và sự hứng khởi này, cao thủ Viettel sẽ đạt được kết quả như mong muốn và hoàn thành được mục tiêu lọt vào vòng trong của đấu trường châu lục. Và vừa rồi cũng là những hình ảnh cuối cùng trong kênh Hậu Trường Bóng Đá. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.